Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong xảy ra tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 28 tuổi quê ở Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái, 38 tuổi là cha ruột của nạn nhân. Trả lời những câu hỏi từ phía hội đồng xét xử về lý do rút đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng đã nêu cụ thể trong đơn và xin phép không trả lời. Thì bị cáo cho biết cái việc bị cáo rút đơn kháng cáo như vậy thì có tự nguyện không? Có bị ai ép buộc gì không? Dạ thưa là tự nguyện ạ. Bị cáo tự nguyện như vậy thì trong cái nội dung đơn kháng cáo thì bị cáo đơn xin rút kháng cáo, bị cáo cho rằng là quá áp lực mệt mỏi và do dư luận một chiều thì tính khách quan, bị cáo giải thích đối với cái việc mà cho rằng là dư luận là một chiều thì tính khách quan là khác. Bị cáo trả lời. Dạ, nội dung như bị cáo đã trình bày trong đơn rút kháng cáo, còn tại phiên tòa xét xử hôm nay thì bị cáo xin phép không có câu trả lời. Tức bị cáo không có câu trả lời hay là sao? Tức là đây này, trong đơn kháng cáo của bị cáo đơn rút kháng cáo của bị cáo thì bị cáo cho rằng là bị cáo bị áp lực, bị mệt mỏi và đặc biệt bị cáo cho rằng là bị dư luận xã hội và cái dư luận xã hội đó là dư luận một chiều thiếu tính khách quan. Thế thì ở đây tòa đang muốn hỏi bị cáo là bị cáo cho rằng dư luận xã hội thiếu tính khách quan thì bị cáo giải thích xem là cái điều đó như thế nào. Tức là thiếu tính khách quan ở đây thì có phải là một chiều, tức là nghĩ không đúng với bản chất, không đúng với hành vi của bị cáo hay là như thế nào? Và rồi bị cáo ở trong trại bị tạm giam như vậy thì bị cáo biết gì về dư luận xã hội thông qua cái kênh nào mà bị cáo biết? Dạ thưa hội đồng xét xử, là bị cáo xin phép giữ yên lặng. Đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tự nguyện rút đơn kháng cáo nên đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Trang về hành vi giết người. Sau đó chủ tọa thông báo chấp nhận rút đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đình chỉ xét xử phúc thẩm với bị cáo này. Bản án sơ thẩm có hiệu lực đối với Trang. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái khai do con gái học hành kém, không ngoan nên giao cho bị cáo Trang dạy dỗ. Khi được hỏi vì sao không ngăn cản hành vi bạo hành, bị cáo Thái khai rằng sự việc xảy ra đã hơn một năm rưỡi nên không nhớ rõ cụ thể lúc đó nghĩ gì mà lại không ngăn cản. Bị cáo Thái cho biết mình dằn vặt rất nhiều, đây là ký ức rất đáng sợ đối với bị cáo. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, sau khi bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người và tội hành hạ người khác, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án quá nặng. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 4, từ trại tạm giam, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã viết đơn xin rút kháng cáo với lý do nhận thấy đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên tôi tự nguyện viết đơn này xin rút kháng cáo. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9 năm 2020, sau khi ly hôn, Nguyễn Kim Trung Thái được Tòa án Nhân dân quận Nhất giao quyền nuôi con gái và sống như vợ chồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại chung cư ở quận Bình Thạnh. Quá trình điều tra cho thấy do cha mẹ Thái không đồng ý cho kết hôn, Thái cũng không muốn có con nên Trang tức tối. Từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé gái trong nhiều ngày, nhiều giờ. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, bé gái 8 tuổi tử vong. Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân tử vong của bé gái là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, cơ quan này đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.